Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã trở lại với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục hành trình khám phá trong thời đại nhà thám hiểm. Hiện tại thì bé Rồng Nước hôm nào thì đã lớn lên được một tí rồi ha. Nhưng mà có vẻ bây giờ thì mình vẫn chưa có leo lên cửa được. Này, mình vẫn chưa trèo lên cửa được nè. Nên giờ gì vẫn phải chờ đợi thôi. Và cái nóc nhà thì mình chưa có dám xây ha. Tại vì lỡ mà mình xây xong rồi không biết dẫn em Rồng ra kiểu gì ấy, rất là khó luôn. Tạm thời thì cứ để em Rồng trong nhà đi. Ngoài ra thì cái đàn bò cũng được mình nhân giống lên được một chút rồi. Với cái số lượng bò này thì thỉnh thoảng mình có thể ra để farm để lấy thức ăn và da kha khá rồi ha. Và hôm nay thì chắc mình sẽ tiến hành cường hóa đồ lên một xíu đi. Tại vì mình gom thì cũng được một ít da nè, rồi mía. Đó, mình sẽ tranh thủ làm những cái quyển sách rồi sau đó làm bàn cường hóa sớm luôn ha. Có bàn cường hóa enchant đồ các thứ mạnh lên thì đi quẩy đỡ ăn hành một tí. Đây, được 21 quyển nữa, hôm kia gì đó lấy cũng được ít nữa. Này, 39. 39 là được có 13 kệ hả? À. Còn thiếu, không được, làm thêm. Mình sẽ làm thêm một chút nữa. Đây. Rồi, giờ thêm được mấy quyển đây? 18. 18 là dư rồi đó. 18 là thấy được bộn kệ sách rồi. Mình sẽ tiến hành làm thành những cái kệ luôn ha. Còn gỗ xây nhà dư nè, làm luôn. Đây. Đổi ra thật là nhiều ha. Sau đó làm ra cái kệ sách. Ui, kệ sách đâu mất tiêu ta? Ui, trong đây không có kệ sách à? Phải tự đặt vô mới được hay sao ấy? Ồ, mình phải tự đặt vô mới được. Ok, quất luôn. Được 18 kệ rồi nè. Đã nha. Giờ thì mình sẽ tiến hành đặt cái chỗ này ở đâu vậy ta? Cái nhà mình khá là rộng nên chắc mình sẽ đặt ở ngay góc này đi. Góc này nó không có bị vướng cái cửa sổ nữa hết á. Mình sẽ đặt kệ sách ở đây một cái nè. 3, 1, 2, 3. Cái bàn cường hóa sẽ đặt ngay đây. Vậy là mình sẽ đặt thêm ở đây thêm một vài kệ nữa. Đó, như vậy thì sẽ bao đẹp luôn ha. Vừa đẹp mà vừa đủ sách á. Đây. Đủ chưa ta? Ở đây. Thường như vậy là đủ rồi đó. Mình sẽ để như vậy trước đi ha. Rồi, cái tiếp theo không thể thiếu đó chính là cái bàn cường hóa. Bàn cường hóa thì mình cần hắc diệm thạch nè. 4 hắc diệm thạch. Rồi 2 viên kim cương. Và một cái quyển sách nữa. Sách có luôn. Rồi, giờ thì làm thôi. Bỏ vô đây. Đó. Rồi, giờ đủ ha. Trời ơi thôi, không biết là hôm nay có được may mắn khi anh chan hay không. Và coi lại kiểm tra nha. 28 level. Vậy là còn thiếu một kệ. Ai chà chà. Một kệ thì mình sẽ vô trước tiên mình trang trí trước đã. Đó, một kệ thì mình sẽ đặt ở ngay đây. Xong phim nha. Giờ vô là bao đủ luôn nè. Nhưng mà nó ra dòng hại chân đốt thì mình lại không muốn ép cho lắm. Nếu sắc bén thì mình sẽ lấy ha. Cúp chậm hỏng này. Xẻng cúp chậm hỏng luôn. Chắc mình sẽ lấy một cây cúp chậm hỏng trước. Và mong rằng ngoài chậm hỏng ra thì nó sẽ cho mình thêm cái dòng hiệu suất ha. Để mình có thể đào được nhanh hơn. Mình mong là vậy. Với lại Luli thì mình cũng có hạn thôi. Nên mình chỉ enchant một vài món cần thiết thôi. Đây, một cây cúp chậm hỏng cấp độ 3. Cậu mong là có thêm hiệu suất hoặc là gia tài thì càng tốt. Ôi no. Xui vậy. Nó có đúng hiệu suất hả? Trời ơi. Nhặt 2. Chậm hỏng. Để mình thử mình làm cái giáp kim cương coi. Với số kim cương mình có bên ngoài thì mình cũng đủ làm được một cái áo đó. Mình có áo xịn rồi đúng không ta? Cái áo mình là áo bảo vệ sửa chữa. Cái quần bảo vệ. Nón. Ủng. Mình có 11 viên. Không biết là nên làm cái gì nhờ. Nếu mà làm áo thì nó sẽ phí cái áo sửa chữa này quá. Mình sẽ làm cái ủng. Ui, gồng gầm luôn rồi cơ. Hình như em Rồng lớn rồi hay sao á, mới gầm lên một phát. Vẫn chưa cho mình cửa được. Nhưng mà biết gầm rồi đó, có vẻ là em Rồng mình đang dần đủ cái độ trưởng thành để cho mình cửa rồi. Quá là hên luôn, quá là đã luôn. Mình sẽ làm trước một cái đội ủng kim cương đi ha. Rồi, ra dòng gì nào, chậm hỏng 3, quất luôn. Đấy, được thêm bảo vệ 3 và cả sải bước dưới nước nữa. Rất là thích hợp để khám phá dưới biển ha. Hai ủng kim cương vô. Nón kim cương luôn đi.
Dạ. Ôi, chưa chưa làm mà. Mình chưa chế tạo mà. Đây, chế tạo. Nón kim cương. Chạm hỏng ba tiếp nè. Chưa coi cái kiếm coi. Hại thay ma vẫn chưa ra dòng tốt. Ok, em ta tra tiếp một cái nón chạm hỏng. Lại có thêm bảo vệ khỏi lửa. Ok. Và tiếp tục là dòng hại lò chăn đốt này. Không biết tại sao mình có duyên với dòng hại lò chăn đốt ghê chứ. Ai, cung thì sao? Sức mạnh 4. Ê, được, 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 được. Gỡ lại được cây cung thì cũng ngon nè. Kệ đi, mặc dù không enchant được kiếm nhưng mà enchant được cung thì cũng tương đối ổn đi ha. Và mình chỉ còn có hai viên kim cương duy nhất thôi. Nên chắc mình cũng phải tranh thủ đi khám phá, kiếm thêm một mớ kim cương dùng dần mới được. Rồi mấy thứ lặt vặt mình sẽ cất lại vô trong. Và thức ăn thì hôm nay thì mình sẽ ăn thịt bò đi ha. Và làm thêm một chút táo vàng. Để khi đi khám phá nở mà có mắc máu á thì mình còn có táo vàng ăn cho hồi phục nhanh ha. Đấy, đấy là những thứ mà mình mang theo trong chuyến khám phá ngày hôm nay. Còn về việc chưa chưa, để bây giờ mình ngủ giấc đi, để em thôi ngồi bốc phét chém gió. Một hồi quái nó xuất hiện nó lại gần nhà thì mệt. Còn cái việc đi khám phá mà mang hết cao đồ thì chắc mình sẽ giải quyết bằng cách làm ra một cái ba lô ha. Ở đây là một cái ba lô thường nè. Nó cần 4 chỉ, 4 da, một cái rương. Nhìn công thức thì khá là rẻ ha, nhưng mà không biết là nó có bự hay không thôi, mình sợ cái ba lô chút ẻn thì hơi uổng. Đây chỉ thì mình có luôn nè, 4 chỉ. Da 4 da. Rồi làm thử nha. Làm thử cho biết chứ người ta. Đây ba lô. Nghi là cái này nó nhỏ xíu lắm á. Mà cái này là ba lô gì á? Nó không phân biệt ba lô bự ha. Để mình thử làm trước một cái đi. Ê cũng được á chứ. Nó cũng không tới nổi. Cái này mình có đeo vô được không? Có đeo vô được luôn nè. Quá đã luôn, cái này tiện dụng ghê luôn á. Được, được, được nha. Mình đánh giá cao cái ba lô này. Và hình như nó còn có cái upgrade nữa nè. Đúng không? Cái này hình như là cái chỗ nhét cái upgrade nó lên á. Mình sẽ thử coi coi restock nè, pick up upgrade, tăng upgrade, battery năng lượng gì đấy. Mình có cái upgrade nào mà nó cho thêm slot không? Advanced filter gì đây? Magnet upgrade hình như là cái này là 500 á, magnet là hình như cái 500 á. Pick up. Cái này chắc mình phải dành một buổi để mình nghiên cứu về những cái upgrade này đi quá. Còn bây giờ thì cứ trước mắt là để cái ba lô vô đây đi ha. Đi khám phá có cái ba lô dễ thương sao nữa nè. Hết sảy luôn. Rồi, và bây giờ mình kiểm tra lại coi rồng. Mình không có cửa được, chưa cửa được. Chắc phải đợi thôi. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ bắt đầu cái hành trình của mình tiếp ha. Hôm qua thì mình đã có một chuyến đi về biển rồi. Nhưng mà có vẻ ngoài biển thì mình khám phá cái gần gần nhà mình hết rồi. Nên mình sẽ chuyển sang khám phá mấy cái hướng khác ha. Mình sẽ đi về hướng bên đây đi. Có phải hôm qua mình chưa khám phá về hướng bên đây nè. Hôm nay thì mình sẽ qua đó khám phá cho biết với người ta ha. Nhưng mà trước khi tiếp tục đi thì để mình coi coi cái khiên mình có cách nào mình sửa lại được không. Ồ, nó không cho sửa cách này rồi. Mình có nâng cấp nó lên được không? Không được. Vậy thôi mà để mình làm thêm một cái khiên nữa. Cái khiên công thức là như vậy. Chứ để hôm thôi đang khám phá giữa chừng mà nó hư cái khiên á rồi không có cái gì che, cái thành ra mình chết yểu một pha thì nó không đáng á. Đấy, mình chuẩn bị thêm một cái khiên cho chắc đi. Rồi mang theo một chút gỗ để có gì hư mình làm thêm nữa. Ba lô đâu rồi? Bỏ sắt, bỏ gỗ vô ba lô. Rồi xong, đi thôi. Ồ, ở đây có con cá nhà táng nè. To đùng luôn á. Ui. Mà hên là nó không có lại nó ăn thịt mình. Chứ cái tầm con đó mà nó lại ăn thịt mình chắc nó nuốt mình trong một giây. Con cá đúng to luôn. Lần trước thì mình đã đi qua bên đây một tẹo rồi, lúc mà mình đi lấy cái kho báu ở dưới cái hòn đảo kia kìa. Một lần ha. Nhưng mà hướng bên đây thì thật sự là mình chưa đặt chân lên luôn. Nên hôm nay có dịp thì mình sẽ thử lên đây coi coi nó có những cái công trình gì hay không. Đi, cùng mình lên trên nào. Ồ, nhìn sơ qua thì đây là một cái cánh gừng Blue Taiga. Cái tên của nó có mầm cây nữa nè. Là những cây vân sam lá xanh nè. Wow.
khá là đẹp ha. Ui ui ui, trời 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 ơi, cái này có giống cái quả mùng ngọt xanh nữa nè, làm thức ăn cũng được ha. Và nó còn có thể gây mất máu giống như cái quả mồng ngọt bình thường vậy vậy đó. Được 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 được, giữ lại đi, xí đói bụng cạp đỡ. Và ở đây cây không hả? Có vẻ không có công trình rồi. Không biết băng qua cánh rừng này tới khi nào nữa. Mình thấy cái cánh rừng này nó hơi bị to. Ủa, hát cẩu. Ô mà mình không có xương, tiếc quá. Phải, mình nhớ cái vụ chó sói xuất hiện trong đây thì mình mang theo xương là ngon rồi. Em chó sói đen á, ở đây đi, một tí mà có dịp mình có xương mình sẽ quay lại đây để em thử thu phục em ấy sao. Ê, dưới này là không, cái giếng nước bình thường thôi. Và mới đây thì mình đã hết cái cánh rừng Blue Tiger rồi, mình đã chuyển sang một cánh rừng mới. Và cánh rừng này không biết là gì đây. Black Forest, tức là cánh rừng đen. Có chim nữa nè. Well, được vậy. Hết cánh rừng xanh rồi tới cánh rừng đen. Lại băng ra tiếp một cánh rừng nữa. Và như phía trước mình là một cái cánh rừng màu khác nữa cơ. Cánh rừng đó, cây nó còn to hơn cánh rừng hiện tại nữa. Hôm nay đúng kiểu toàn là đi vô rừng luôn á. Rồi, lấy lại cái thuyền. Ừ, nó đang lót mắt. Cánh rừng này là cánh rừng Sika. Nó có những hang động ở dưới nước nữa cơ. Để mình lặn xuống dưới mình thử coi coi nó có gì đặc biệt dưới không á. Để thám hiểm thử. Ui, đừng cùng, đi lên. Tại thì có một số bạn fan comment góp ý giúp mình á, là ở những cái hang động dưới nước thì thỉnh thoảng có những cái hang nó vẫn sâu tít dưới lòng đất luôn. Nên mình thử kiểm tra coi coi khó hay không. Nhưng mà có vẻ cái hang này là hang nhỏ thôi á. Và trong cái cánh rừng Sika này thì nó có những cái quả bí khổng lồ nè. Biết trong cái trái bí này có cái gì không nữa? Không, trái bí này đặc ruột nha, không có gì bên trong hết. Chắc mình đổi ý quá. Có nên quay xe đi về không ta? Chứ nãy giờ đi là toàn gặp rừng không luôn. Cái này mà có gắn shader vô thì hơi bị đẹp á nha. Để mình thử nha, đợi mình tí. Đúng đẹp luôn. Vô rừng là hơi bị đẹp á. Đây. Quá dữ. Không biết là... Ừ, nhưng mà bật cái này lên thì nhìn hơi tối, không quen mắt lắm. Nhưng mà công nhận đẹp thiệt kìa. Nhức nát. Để cố gắng băng qua khúc này coi. Lay quay trời nó muốn gần chiều rồi. Nha. Mặt trời gần xuống núi rồi. Mà mình vẫn chưa vượt qua được cánh rừng này nữa. Mình đang băng qua một cái... À, bây giờ tới cánh rừng bình thường. Ê. Đằng kia là biệt thự kìa. Cái biệt thự đó lúc trước tìm lâu lắm mới có, mà hôm nay mình đi khám phá long nhong mà gặp luôn kìa. Đã vậy ta. Đấy, nó trước mặt mình luôn kìa. Bakuba, để mình đập cái này. Bakuba. Đúng rồi, chính xác là nó, không nhầm đi đâu được. Thời tới cản không kịp mà. Để mình ngắm cái chỗ này xí đi, rồi sau đó mình mới vô trong công trình đó. Tại vì vô công trình đó là chắc mình sẽ tắt shader đi để cho dễ nhìn, chứ bật shader lên tối thui à. Chả thấy đường đâu mà đánh nhau. Thường thường thì cái biệt thự này nó sẽ có một cái cổng vào ha. Không biết mình nên tìm cổng hay là mình dùng biện pháp cũ của mình đó. Là đột nhập. Ê kìa kìa kìa. Cái tên nó nguy hiểm lắm nha, tên đó tên pháp sư á. Nhảy quá. Rồi thấy không tới rồi đó. Chừng ngắn mà bày đặt nhảy. Thôi không sao, mình vẫn còn cách mà. Đi qua đây. Nhảy lên. Ồ, nó có cái bức tượng gì nè. Hình như cái này là cái tượng con mèo. Có cổng vào không vậy? Thường thường cái cổng vào nó sẽ nằm ở mặt tiền đó ta. Sao mình đi nãy giờ mình chưa thấy nhờ?
thử qua hướng bên đây coi. Cái biệt thự này đúng to luôn á. Ở đầu game vô mà mình gặp cái biệt thự này chắc mình làm căn cứ rồi. Khỏi phải xây nhà á. Nhưng mà tiếc là cái này nó xa nhà mình quá. Cái này có phải cổng vào không vậy? Ừ đây đây đây. Đây chính là cái cổng nè. Cái này là mặt tiền của nó ha. Đó, mình sẽ bắt đầu bước vào và chinh phục cái biệt thự này. Ui, những căn phòng này nó ưa giấu đồ lắm nha. Không có. Qua đây. Ui kìa, thấy ghê không? Ê, có cái tên này nữa. Tên này nguy hiểm. Tên này nguy hiểm. Tên cầm rìu này rất là nguy hiểm luôn. Rồi, sẵn tiện mình sẽ farm những cái Ravager Scrap nha. Trời, đọc hết lẹo hết cả lưỡi. Rồi, có dấu gì đây không? Ui, nè nè nè. Có dấu đồ. Quốc kim cương. Trời ơi, biết chừng nào mà sai hết. Ồ mà thôi đi, không lấy cuốc đâu, nó có nung ra được không? Không, không có nung ra được. Thôi mình sẽ không giữ ha. Còn một cái hướng nào nữa không? Sao cái tên này hình như mặc giáp được hay sao á? Cái tên này mặc giáp luôn. Ghê nha. Tên này mặc giáp hả? Có những cái tên kẻ biện hộ mà mặc giáp nữa. Hình như đây là cái nhà tù nè. Đúng rồi. Mà không có tù nhân trong đây hết. Hên là mình không sao đó. Lỡ mà hắn bắt được mình chắc hắn nhốt mình vô đó chắc luôn. Cái nhà đó là cái nhà tù mà. Đây có tên nữa nè. Tên mặc giáp nữa nè. Này thì mặc giáp hả? Tên mặc giáp là ngon hả? Cái này giống như là cái chỗ rèn ha. Nó có một cái đe bị hỏng nè. Wow. Vậy là nó có đầy đủ những cái khu vực cần thiết lắm á chứ. Ui đây có nữa, đây có nữa. Không biết đây là khu vực gì đây. Ồ tên này hiện, tên này không có lấy vũ khí ra đánh mình. Được chứ ta. Đây là khu vực nhà kho hay sao đấy. Nhưng mà nó toàn là rương rỗng thôi, không có đồ. Đáng tiếc vậy. Đây chỉ mới là tầng trệt thôi. Ui trời trời trời, trong đây còn có Reaper nữa. Cái này là cái chỗ gì đây? Không biết luôn. Có nước nữa nè. Có trồng cây nữa. Có nhiều khu vực rất là khó để giải thích á. Ê, hình như đây là lối đi bí mật trong cái biệt thự nè. Để mình thử mình đi hết cái lối đi này coi coi có gì nào. Đó đó, thấy chưa, nó lắc léo chưa? Đó, nó dẫn tới một cái rương. Và nó có một cái đĩa nhạc. Trời đất ơi. Có xương nữa nè, một xíu về mình gặp là em chó sói kia thì mình sẽ thu phục ha. Ui. Như vậy là cái lối đi này nó dẫn tới một cái rương chứa đồ cũng khá là bình thường thôi chứ không có xịn lắm á. Và đấy là chưa hết cái tầng trệt hay sao ấy. Nó còn một vài hướng nữa. Chẳng hạn như hướng này. Đó đó đó, hướng này chưa hết là mình thấy một tên này nè. Lại đây đi, ta bắn người liền. Ta có cung đó. Ta có cung xịn đấy. Láo nháo. Láo nháo là mình giết liền. Coi coi có dấu rương không. Thỉnh thoảng nó cũng dấu rương đó ấy. Nên mình kiểm tra thì kiểm tra cho nó kỹ kỹ một xíu. Hết hết tầng trệt chưa? Đó, vậy là mình đã kiểm tra ra xong cái tầng trệt rồi ha. Giờ thì chuẩn bị lên tầng 2 nè. Ui, hình như có tên này tên đầu bếp hay sao nè. Có tên kẻ biên hộ đầu bếp nữa. Nó cầm cái muỗng hay cái thìa gì nó dí nó quýnh mình kìa. Mấy tên này hung ghê ấy. Này thì cầm cái muỗng dí mình chứ, sợ thiệt. Rồi hướng này hình như là sẽ có cái tên pháp sư hồi nãy mình gặp từ bên ngoài. Nhóc nhỏ nè. Ôi thay ma dân làng nữa. Ê, pho tượng con mèo nè. Wow, xây đẹp ghê á, như thiệt luôn. Rồi, kìa, có tên đầu bếp kìa. Nhìn đi gan đầu bếp luôn á. Nó còn mặc cái cặp dề nữa. Này thì pháp sư này, này kìa, nó triệu hồi kìa. Nhưng mà tiếc cho nó là chưa kịp triệu hồi. Mình đã thủ tiêu nó rồi. Và quan trọng hơn, nó còn rơi ra cho mình một cái vật tổ trường sinh ha. Cái này thì mình có thể để ở slot nào gần gần đi. Mình quý quá, mình ấn vô để cứu mình một mạng ha. Và một cái bùa. Cái này có thể để vô không? Nè được nè.
Được nha, mình có một cái bùa rồi. Ngon ngon ngon. Cái này có để vô được không? Ô, Phật tổ trường sinh bây giờ mình còn có thể để vô đây luôn nha. Đỡ phải cầm trên tay rồi. Hay quá. Đây là cái giường. Tiếp tục là tầng 2 như là chỗ ngủ cũng như là chỗ tiếp khách của cái mấy tên này. Đông vậy, đông vậy. Trong đây đông lắm nha. Zombie có, kẻ biện hộ có, pháp sư cũng có luôn. Mình sẽ giết tên pháp sư trước. Đừng có đỡ giùm hắn. Cay thế. Ừ, tên này kìa. Kẻ biện hộ hả? Mình phải giết hắn để không thôi hắn triệu hồi những cái con thứ dữ ra đó. Xong phim. Có thêm một cái vật tổ trường sinh. Quá đã luôn. Để đây. Nãy giờ farm ít mấy cái ấy quá à. Những cái Rava Gear Scrap này nè. Thiệt luôn, mình đọc mình đọc tiếng Anh hơi núp một xíu, mấy bạn thông cảm nha. Rồi giờ thì mình sẽ lấy những cái sách này đó, mang về có gì mình còn làm thêm những chỗ anh chan xa nhà nữa. Đây còn. Mà nhờ mà anh chan một cái cung xịn như vậy thì mình sẽ không cần phải đánh cận chiến nhiều. Mình chỉ cần mình bắn tỉa từ xa thôi. Chứ lại gần thì mình chắc gì đã đánh lợi bọn chúng đâu. Rồi, lượm ngọc lục bảo. Ui, mình nghe tiếng. Hình như tầng trên có tên một tên pháp sư nữa hay sao á. Nè, có cái nón đầu bếp nè, thôi mình bước đi. Coi. Chắc mình phải nhanh chóng đi lên tầng cao nhất thôi. Tại vì mình vừa nghe tiếng của một tên pháp sư. Ở đây hết đường đi rồi, hình như là lối đi lên tầng trên nó nằm ở bên kia hay sao á. Mình kiểm tra coi nó có bị bỏ sót cái rương nữa không. Mình nhớ hồi nãy mình có đi ngang cái chỗ nó có một cái cầu thang đi lên. Hình như là nằm ở bên... Bên này. Về phải là tới hay sao nè. Ông ta nãy mình thấy rõ ràng có cái cầu thang đi lên mà. Nó nằm khúc nào nhờ. Đây. Trời ơi, nằm ngay đây. Không biết phía sau này nó có cái rương không. Phía sau này không có rương rồi. Ok. Dạ, chỉ có check cho nó kỹ một xíu ha. Rồi xong viên, đây là tầng cao nhất kìa. Có cái mặt của những cái tên kẻ biện hộ nè. Không có rương. Ui, nó tới. Cầm cái rượu, nhìn hung hăng vậy. Hung hăng vậy. Cái giường. Có tủ nữa nè. Có đồ không? Không có đồ. Không giấu đồ luôn. Còn cầu thang này. Hình như trên đây có rương. Chính xác, trên đây có một cái rương bà. Giáp kim cương. Tí rồi, đỡ phải kiểu như là chế tạo bằng 8 viên kim cương á. Tiết kiệm được một mớ kim cương rồi. Quá xịn luôn. Mặc dù cái này nó chưa được cường hóa ha, nhưng mà không sao, về nhà mình có kinh nghiệm, mình vẫn có thể tự cường hóa được. Rồi giờ mình nghe tiếng trong đây là có. Úi da. Trời ơi, nó ra nó đập vô mặt mình một cái. Đầu bếp thì lo nấu ăn đi, hung dữ làm gì mà bị quýnh sắp mặt. Còn tên nữa. Tên pháp sư. Giết lẹ. Đó. Nó vẫn triệu hồi kịp. Ây. Đâu vậy? Nó vẫn triệu hồi kịp cái con này. Con này hung lắm. Hồn ma bay hả? Nó nhỏ vậy thôi nhưng mà nó đánh một cái là thốn cực kỳ luôn. Quá trời vật tổ trường sinh rồi. Chiếc này xài mà xỉu cho coi. Cái này là phòng ngủ nữa hả? Lấy chưa ta? Ồ, đây là một cái phòng ngủ mới. Và có một cái trứng rồng luôn. Ghost Raiden Egg. Tức là trứng rồng ma. Ngon. Thêm một cái trứng rồng nữa về đội của mình. Tiếp theo nào. Đây là... Hình như là thư viện. Ok. Lượm luôn. Lấy một ít sách về nó. Mình lượm cỡ một stack là vừa rồi. Bao nhiêu à? 48 à. Lượm thêm chỗ bên đây nữa là chắc đủ một stack á. Một stack là mình dùng lâu lắm mới hết. 63 rồi. Thôi 63 thôi. Là đủ. Rồi. Còn một con ở đây nữa. Một con ở đây nữa. Trời, nó cầm rìu xịn luôn nha. Nhưng mà tiếc cho ngươi là vẫn phải thuộc về tay ta thôi. Và cái rìu này thì... Nó có thể chặt gỗ nè.
nó có thể nâng cấp lên, cường hóa các thứ, sát thương nó cũng cao đấy, 11 đam. Nhưng mà đánh thì khá là chậm ha. Tiếp tục coi còn căn phòng nào mình chưa khám phá không. Vậy là hình như mình xong rồi hả? Đúng không ta? Hình nãy mình rẽ vào một hướng à. Mình nghĩ là sẽ còn một vài căn phòng mình chưa khám phá đấy. Bây giờ mình sẽ kiểm tra lại. À, cái phòng này thì khám phá rồi. Bên nào ta? Bên này. Ủa, bên này cũng xong rồi. Ủa, vậy là xong rồi đó hả? Ủa, còn hồn máy bay cơ. Nó đang chết dần vì cái tên chủ nhân của nó đã chết rồi á. Mình sẽ tiễn nó luôn. Ồ, vậy là xong rồi. Tính ra khám phá cái này đúng nhanh luôn á. Từ bên cái biệt thự nhìn qua đây mình thấy đằng kia có khói bốc lên, nhưng mà không thấy rõ là cái gì hết. Để mình qua đó mình coi thử coi đó là cái công trình gì mà khói bốc lên nghi ngút luôn. Nước à? Ui. Dân làng á ta. Dân làng gì ngộ vậy? Mình nghe tiếng cướp dân làng đâu đây vậy? Có khi nào đằng kia là công trình của những tên cướp dân làng? Có tên cướp dân làng đứng ở đây nè. Khả nghi lắm. Cái kết cấu của cái công trình đó cũng giống như cái chỗ của những tên cướp dân làng phiên bản thường nữa. Đáng nghi lắm nha. Để mình lại gần thêm một xíu nữa coi. Chính xác rồi. Cờ hiệu của những con cướp dân làng đã hiện ra rồi kìa. Hôm nay mình phải trừ gian diệt ác mới được. Mấy tên cướp dân làng đâu, bước ra đây. Tiếp chiêu nào. Bữa nay có giáp xịn rồi, không có ngán nữa. Lúc đầu còn ngán thôi. Ủa? Mấy tên cướp dân làng. Ơ kìa. Trời ơi, hùng mổ đi lên, rốt cuộc không có tên nào trên này cảnh gác hết. Quá trời cà rốt nè. Bình kinh nghiệm, mũi tên. Nỏ nữa. Còn bên đây. Được một quyển sách. Sống dữ. Ở nhà có rồi, mình không lượm thêm đâu nha. Undertaker. Cà rốt tiếp. Kinh nghiệm. Hết rồi. Trời đất ơi, tưởng đâu có cướp dân làng để mình thể hiện một xíu. Bên đây còn có cái chỗ. Nếu mà thông thường thì ở đây nó sẽ nhốt. Ui đúng rồi, ở đây nhốt anh người sát. Mấy tên này láo thiệt, mình đã thấy rồi. Cướp dân làng nè, lũ ra đây. Dám nhốt người sát hả? Anh bạn à, tôi giải cứu cho anh bạn này. Đi ra. Giải cứu cho anh người sát này mới được. Không biết anh có tự đi về cái ngôi làng gần nhất được hay không nữa. Nhưng mà mong rằng ảnh sẽ tự đi đi tìm về cái ngôi làng gần nhất được ha. Mình chỉ giúp ảnh tới đây thôi, mình còn phải đi khám phá nữa. Rồi tạm biệt anh người sắt ở đây đi. Mình sẽ đi qua đây. Vì mình thấy bên đây nó còn có một cái gì đó nữa. Nè, một cái ngôi nhà. Cái nhà này kiến trúc nhìn cũng lạ ha. Kiểu. Ê. Mình nghe tiếng của cướp dân làng. Sao mà thân thiện hả? It was at this moment that he knew he fucked up. Chơi. Mình tưởng thân thiện mình không đánh nhau. Mình chưa kịp vô nhà. Khách tới nhà không trà cũng rượu. Đằng này khách tới nhà lấy dao ra rửa khách luôn à. Sợ thiệt, đánh nhau mà còn ăn miếng thịt heo gian dở nữa. Ghê thiệt. Sẵn tiện đây mình nướng thịt heo mình quất luôn. Cái tội quýnh mình á, mình lấy thịt heo mình quất luôn. Rồi, hai vợ chồng kia thì sẽ cho mình mớ đồ vô đây. Da, mũi tên, sắt. Tiếp tục là da. Thịt bò bít tết, ngon, táo để dành làm táo vàng. Tiếp tục nè. Như vậy thì chủ yếu ở đây thì có cho mình thức ăn thôi, chứ không có cho mình khoáng sản xịn cho lắm. Thôi kệ, có cũng được. Có cũng đỡ. Nè, để lại cho kẻ may mắn đến sau 3 miếng thịt heo nè. Mình lấy 4 miếng này đủ rồi. Mình nên để lại cho những người may mắn đến sau ha. Rồi, như vậy thì cái chỗ này đã được mình mang lại yên bình rồi. Không còn tên cướp dân làng nào ở đây đâu.
Chắc mình sẽ đi tiếp về hướng bên đây đi. Mình né né mấy cái cánh rừng ra, tại vì thường thường trong mấy cái cánh rừng to thì mình thấy nó không có công trình. Qua đây ít ít rừng lại thì nó lại có công trình nè, thấy không? Đó. Ê, nó còn có một cái ngôi nhà nhìn rất là đẹp bên kia nữa cơ. Hy vọng đằng kia không phải là nhà của một cái tên cướp dân làng hay là một bà phù khỉ nào ha. Mong là vậy, mong là vậy. Không biết bên kia là công trình gì đây. Tò mò quá. Và cái nhà này chắc có vẻ là nhà của người tốt rồi. Nhà nhìn đẹp quá mà. Coi coi. Ủa, có nhà của dân làng nè. Ủa, cái bác này là bác thợ rèn. Bác Canada. Wow, có đe nữa nè. Trời đất ơi, cái đe này 2021 người ta không có dùng nữa đâu bác ơi. 2021 là model người ta dùng cái đe bị nứt nè. Bác dùng cái đe này là thấy không hợp mốt vào đây giữ giùm cho. Đấy. Một cái đe đó là dùng được lâu lắm á. Bác giữ mà dùng đi. Ồ, bác có hai cái đe bị nứt luôn hả? Ok. Ship lại giùm bác ấy ha. Mình giữ hai cái đe này mang về để dành mình tân trang nó lại. Ui trời ơi, sắt nữa, sắt để lung tung nữa chứ. Thôi thôi. Như vậy không được. Cái này đừng có để lung tung. Chân lạnh. Bác thợ rèn này có sách xịn gì ta? Sửa chữa. Quá đã luôn. Tự nhiên lượm được một quyển sách sửa chữa trong nhà bác thợ rèn. Hên rồi, hên rồi. Rìu hiệu suất nữa nè. Quá là may mắn luôn. Cất vô, cất vô, cất giùm bác ấy mới được. Này đe nữa nè. Lò luyện kim nè. Bác dân làng hôm nay tốt quá. Đồ xịn bác để trong nhà cất quá dữ. Quá dữ luôn. Rương này là rương trống. Rồi. Tiếp 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 lên trên, lên trên. Tầng 2 thì có sách, có bánh kem. Để mình nếm thử coi ngon không. Ồ, bánh kem bác thấy làm cũng được á. Ăn không có bị trúng độc là thấy ổn áp rồi đó. Rồi, lên thử tầng trên nữa coi. Ui. Ui, sao chịu lên không được ta. Mình lùng quá. Đợi xíu, lùng mình phải chim vào lớp lên mình mới trèo lên nổi. Đấy. Lên trên đây thì mình sẽ có một cái rương. Tiếp tục là táo vàng. Và một cái vụn netherite. Wow. Nhưng mà mình còn ít quá, phải nhiều nhiều thì mình mới làm được cái phôi netherite. Ít quá. Thôi kệ đi, có thì mình giữ giùm đi ha. Hết rồi. Ok, hồi nãy thì mình nghe tiếng con ong nó chui ra khỏi tổ mà không biết có phải hay không. Để một xíu mình ra ngoài mình kiểm tra là mới được. Hay là mình nghe nhầm không biết nữa. Cũng có thể là mình nghe nhầm lắm. Bây giờ thì mình sẽ đi xuống dưới ha. Tạm biệt bé dân làng đi, bé dân làng này tốt bụng quá, giữ giùm mình quá trời đồ tốt luôn. Hồi nãy mình nghe, chính xác, chính xác. Nhà bác ấy có một cái tổ ong để cái bên luôn. Trời ơi, không biết có nào ong buổi tối vô quánh bác ấy không nữa. Để vậy nguy hiểm lắm á. Còn ong kìa, nó bay gần gần nhà bác ấy nữa kìa. Ok đi, chắc ong đó là bác dân làng nuôi đó. Mình không nên đụng vô tổ ong ngay lúc này ha, nếu không muốn bị quýnh cho phù mỏ luôn. Sau chuyến khám phá ngày hôm nay thì cái ba lô của mình chất đầy những đồ xịn. Và chắc trong đây xịn nhất là hai thứ. Thứ nhất là một cái quyển sách sửa chữa. Thứ hai là một quả trứng rồng ha. Vậy là tổng cộng mình có tới 3 quả trứng rồng chưa được ấp nè. Quá là hồi hộp luôn. Và trong tương lai thì mình sẽ cố gắng làm full một set đồ kim cương á. Bây giờ mình chỉ còn thiếu cái quần nữa thôi. Là full một set đồ để chúng ta có thể quẩy tốt hơn rồi. Và hôm nay thì có vẻ mình đã bớt ăn hành hơn. Từ việc nâng cấp giáp nè, vũ khí nè, nên chiến đấu nó cũng tốt hơn á. Và hy vọng rằng em rồng của mình cũng sẽ sớm cho mình cưỡi. Tại vì với kích thước hiện tại là mình thấy khá là to rồi nè. Chắc tầm vài ngày nữa thôi thì em rồng có thể cùng mình bay lượn trên bầu trời rồi. Mình rất nôn nóng luôn. Và cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình trong suốt chuyến khám phá ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn vào chuyến khám phá kế tiếp ha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.